Chào mọi người. Và bây giờ mình sẽ đến với dự đoán tổng quan tháng 10 của cung bò cạp. Mọi người có thể xem theo cung mặt trăng, mặt trời, cung Mọc, sao Kim và nhà số 7. Và vì đây là trải bài chung cho nên là các bạn hãy đón nhận thông điệp phù hợp với mình. Và nếu như mà cái trải bài này không có sự kết nối với câu chuyện của bạn thì chứng tỏ rằng là um, trải bài này không dành cho bạn ngày hôm nay mình muốn bệnh rồi cho nên là cái giọng của mình nó hơi khàn khàn chút xíu và mình cảm thấy rất là nói chuyện nó khá là nhỏ cho nên là các bạn thông cảm và cố gắng nghe nha đầu tiên sẽ là phần công việc của những bạn cung bò cạp ở đây á mình thấy rằng là các bạn có vẻ như là kiểu như là khá là lo lắng và bi quan trong cái chuyện công việc của mình. Giống như là các bạn không có biết được tương lai hoặc là định hướng của công việc của mình như thế nào trong tương cái kiểu dạng nó sẽ như vậy. Và cái cảm giác giống như là các bạn có lá 8 kiếm ở đây, giống như là cái cảm giác của các bạn khi mà đi con đường này á các bạn cảm giác như là không có gì chắc chắn, không có gì vững chãi và cái kiểu như là mình sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào và cái cảm giác đó nó giống như là cái sự lo lắng bất an nó luôn rình rập và nó ám ảnh các bạn cái kiểu uh, xin lỗi mình hôm nay mình xài cái từ cái kiểu hơi bị nhiều và nó giống như là cái cảm giác là các bạn luôn cảm thấy như là mình không có an toàn và những gì mà mình có ngày hôm nay á nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào và lời khuyên dành cho các bạn đó là các bạn đừng có quá nhiều cái sự lo lắng đó và các bạn hãy cứ tập trung làm tốt về những gì hiện tại mình đang làm là mọi thứ nó đã ổn rồi và những cái nỗi sợ của các bạn là các bạn đã đến lúc các bạn phải vượt qua chính bản thân mình là không có gì sợ hãi cả và ở giống như là mọi chuyện đều luôn có hai mặt cả việc tốt lẫn việc xấu và các bạn hãy luôn nhìn vào hướng tích cực ở đây các bạn có tới tận hai lá là see the light và turn on the light có nghĩa là hãy đừng mãi luôn nhìn vào những cái phía tiêu cực và những sự lo lắng đó tại vì các bạn càng lo lắng á, thì thật sự ở đây á, chúng ta không thể nào làm được bất cứ chuyện gì cả mà các bạn phải tiến lên và các bạn nghĩ theo những cái hướng tiêu cực và các bạn vạch ra được những cái kế hoạch hoạch định tương lai cho chính bản thân mình ở đây các bạn có lá It's time to take action có nghĩa là đã đến lúc hành động. Thay vì các bạn cứ ngồi lo lắng, các bạn ngồi suy nghĩ rằng là ôi mình lo quá, mình không biết tương lai công việc này sẽ như thế nào, mình không biết định hướng công việc này của của mình như thế nào. Hoặc là đối với những bạn mà đang còn đi học thì các bạn sẽ lo lắng kiểu như là ngành học của mình không biết có phù hợp với mình hay không, hoặc là mình ra trường sẽ không biết rằng là có kiếm được việc hay không, hoặc là công việc nó sẽ ổn định như thế nào thì thay vì ngồi lo lắng đó các bạn hãy lên một cái kế hoạch chính xác hành động là những gì mình cần phải làm và những cái bước đi tiếp theo của mình như thế nào và đôi khi các bạn cũng nên có sự giao tiếp hoặc là kết nối với một ai đó để có thể xin thêm lời khuyên hoặc là những gì mà các bạn chữ giảm như là tâm sự những cái mà nỗi lo hoặc là những cái băn khoăn thì các bạn sẽ nhận được những cái lời khuyên rất là tích cực và tốt và cái kiểu giống như là trong tháng 10 này các bạn sẽ nhận được cái định hướng của mình Nhưng mà quan trọng nhất cái từ khóa dành cho công việc hoặc là việc học của các bạn trong tháng 10 này á Nó chính là hãy bắt đầu hành động và có một cái kế hoạch cụ thể Thay vì mình cứ tiếp tục ngồi lo lắng và suy nghĩ những cái việc nó, nó chưa thật sự xảy ra cho nên là các bạn hãy nhớ cái lá chính xác ở đây là It's time to take action Đó là về phần công việc và bây giờ mình sẽ đến tới phần tình cảm trong cái việc uh, về tổng quan tình cảm về tháng 10 của các bạn cung bò cạp á mình thấy là ở đây nó sẽ không có gì gọi là quá đáng lo ngại và ở đây á tại vì ở đây các bạn có lá 10 ly và lá soulmate có thể là những bạn mà cung bò cạp ở trong trải bài này nó sẽ thiên về những bạn mà đã ở trong cặp đôi và các bạn khá là hạnh phúc khi ở bên cạnh nhau cho dù đôi khi á, các bạn cảm thấy giống như là cái bản thân của mình á, cái kiểu cảm giác giống như là mình cho đi quá nhiều trong mối quan hệ và giống như là mình đang là người phải cố gắng tập trung quá nhiều giống như là sao hôm nay mình sử dụng cái từ kiểu như là giống như là nhiều quá vậy ta mọi người không cảm cho mình nha là các bạn tập trung quá nhiều và các bạn hy sinh hoặc là các bạn quan tâm mọi thứ đối với đối phương Và dường như là các bạn á không cảm nhận được cái sự cho đi Kiểu như là các bạn cho đi nhưng mà các bạn không cảm nhận được sự nhận lại nhiều đến như vậy và cái chuyện, cái mọi thứ xảy ra đến hiện tại nó không phải là mới đây Và mọi thứ nó đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần rồi Và nó làm cho các bạn cảm thấy khá là mệt mỏi và cho dù hiện tại cái mối quan hệ của các bạn cũng vẫn đang rất là tốt đẹp tại vì các bạn có lá 10 ly và các lá sâu ở đây các bạn tận hưởng được những cái niềm vui những cái khoảnh khắc những cái điều tuyệt vời ở bên cạnh đối phương nhưng mà ở đâu đó nó vẫn có cái gọi là không có được hoàn thiện không có được à, giống như là đạt được mức 100% phần trăm và nó sẽ có hơi một cái gì đó nó hơi thất vọng nhưng mà các bạn vẫn cố gắng kìm nén cái sự thất vọng đó Các bạn vẫn cố gắng đeo cái mặt nạ ở trong cái mối quan hệ này Và để giống như là để cho cái mối quan hệ này tốt đẹp Các bạn nhẫn nhịn, chấp nhận, nhẫn, nhẫn nhịn nó xuống và chịu cái phần thiệt thòi về phía mình Và để làm cho mọi thứ nó giống như là niềm vui và hạnh phúc Và không quan tâm bằng là bản thân mình hoặc là cảm giác của mình Đôi khi mình cảm thấy hơi bị ấm ức, hơi bị thiệt thòi như thế nào nhưng mà các bạn vẫn cố gắng chịu đựng. Ở đây mình thấy rằng là cuối cùng thì mọi thứ nó sẽ trôi qua và các bạn sẽ có cái sự làm lại, cái sự retreat ở đây lại có nghĩa là những cái gì mà các bạn cho đi á, các bạn sẽ được nhận lại một cách chính xác, giống như là những gì mà các bạn hằng mong muốn. Và cái điều quan trọng á là các bạn có lá Be in the present and dream in the future and act like your partner he is là đôi khi các bạn cảm thấy nó có có sự cô đơn hoặc là trống vắng, nhưng mà hãy cứ vui lên, hãy cứ tích cực lên. Và hãy giống như là mình tận hưởng những cái điều tuyệt vời ở thời khắc hiện tại thì nó sẽ giống như là theo luật hấp dẫn vậy đó. Hôm nay mình nói không ra hơi luôn á. <laughs> Xin lỗi mọi người nếu mà các bạn có coi cái clip này thì mọi người hãy thông cảm cho mình. Ừ, giờ mình sẽ quay lại là mọi thứ nó sẽ rất là tuyệt vời và giống như là luật hấp dẫn nếu như các bạn luôn luôn có những cái tinh thần tích cực hoặc là luôn mong mỏi những cái các bạn luôn phát ra những cái năng lượng tuyệt vời thì những cái điều tuyệt vời nó sẽ quay trở về với các bạn và khi mà các bạn in cho được cái cuộc sống các bạn in cho được những cái điều tuyệt vời và các bạn có thể đi qua được những cái điều khó khăn giống như là các bạn cứ nghĩ rằng là các bạn à, sao ta nó sẽ thuộc dạng giống như là khi mà các bạn cho đi mà các bạn không có suy nghĩ được nhiều nghĩa là mình cho đi một cách vô điều kiện giống như là mình thể hiện cái tình yêu đó. Nó không cần có quá nhiều sự đòi hỏi ngược lại của đối phương á thì một lúc nào đó nó sẽ là cái thử thách cho tình cảm của hai bạn và một lúc nào đó đối phương của các bạn sẽ nhận ra được điều đó và họ sẽ cũng sẽ trao tặng lại cho các bạn y chang những cái điều như vậy. Cho nên là dự đoán tổng quan tháng 10 của cung bò cạp á thì mọi chuyện nó rất là yên ổn và nó rất là tuyệt vời cho nên làm các bạn hãy đừng có quá suy nghĩ nhiều và cứ hãy thoải mái tận hưởng những cái khoảng thời gian ở hiện tại và đây là xong cho cung bò cạp rồi và để nhận thông báo khi có video mới mọi người hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc là subscribe và nhấn vào cái chuông ở bên cạnh cảm ơn và chào tạm biệt mọi người